Những ai sinh năm hoặc tháng sinh có bốn chữ này sẽ có những mật mã sau đây. Bạn biết con giáp năm sinh của mình mới chỉ biết 2-3 phần, biết thêm tháng sinh, biết thêm ngày giờ sinh, biết gần trọn lá số. Vì xét mệnh xét theo bát tự tứ trụ nên xét cả ngày giờ và giới tính. Thìn tuất sửu mùi là những con giáp có cơ hội về tài phú, có nhà cửa đất đai, có tài nghiên cứu sáng tạo hơn những con giáp khác. Chỉ là có cơ hội hơn, không phải ai tuổi này cũng có những đặc tính ấy. Giả dụ người tuổi tuất lại sinh tháng mùi là người có cơ hội lớn về điều tốt lành ấy. Nếu sinh ngày hành mộc thì có nhiều cơ hội về tài phú hơn nữa. Để tìm ra ngũ hành ngày tháng năm sinh, các bạn vào app Lịch Việt tự tra hoặc vào website Khải Toàn tra cứu rất đơn giản. Thìn tuất sửu mùi là tứ khố. Thìn là thủy khố, tuất là hỏa khố, mùi là mộc khố, sửu là kim khố. Giả dụ mệnh của bạn khuyết thủy mà thủy lại là cung tài, gặp thời vận có thìn sẽ có nhiều cơ hội phát tài. Thìn sửu là thổ ẩm, tuất mùi là thổ khô. Mệnh có bốn mật mã này đại diện nhiều cơ hội về tài lộc hơn mệnh khác. Mệnh nhiều thổ đại diện cho nhà cửa đất đai, đại diện cho lòng dung dưỡng, lòng bao dung ban phát. Nhưng hãy cẩn thận, trong bát tự tứ trụ nhiều quá, nhiều thổ quá mà thời vận không đẹp, gặp thêm thổ thường là xung khắc, thường khó làm mệnh tốt. Các bạn lưu ý, mệnh nhiều thổ chứ không phải nói về mệnh thổ. Khải Toàn trình bày theo bát tự tứ trụ, tính cả ngày giờ sinh. Thế nào là mệnh khuyết thổ? Nếu bạn quá nhiều mộc, tức sinh tháng Mão Dần, thường cần thêm thổ để bổ khuyết. Mệnh nhiều thổ là có cơ hội về điền trạch và lòng bao dung. Nhưng quan niệm mệnh khuyết ngũ hành là cân bằng. Một lá số quá nhiều một hai ngũ hành không phải lá số đẹp. Khải Toàn sẽ nêu vài ví dụ về mệnh thiếu thổ và mệnh giàu có ở phần sau. Đời này có được những tài hoa của tuổi Thìn tuất sửu mùi, tức trước bạn đã tu pháp bố thí. Đời này bạn lại có dung mạo ưa nhìn, tức đời trước bạn tu pháp bố thí lời thiện lành. Bạn muốn kiểm chứng nhân quả như thế nào? Hãy thử trồng hai cái cây, một cây chăm sóc tốt, nói lời chân thiện, và cây kia thì ngược lại. Sau một thời gian sẽ có kết quả. Tướng mạo của bạn có thể thấy được trong sinh thần bát tự. Thấp bé hay cao lớn là định số, khó gần hay ưa nhìn cũng là định số. Nhưng cổ nhân bảo rằng sau 3 hay 40 tuổi bạn có thể thay đổi dung mạo của bạn. Vạn pháp từ tâm tưởng sanh. Thế thì dung mạo sắc diện cũng từ tâm mà sinh tưởng. Bỏ đi vọng tưởng, lìa được chấp tướng. Ý niệm có ý chí thiện. Trong 3 năm gương mặt của bạn sẽ hoàn toàn khác đi. Thần sắc tươi sáng hơn rõ ràng, đẹp hẳn ra so với diện mạo xưa kia. Vì sao Khải Toàn lại nói những việc này? Vì Khải Toàn chú trọng sự tự tu hơn là phong thủy. Sự tự tu là gốc, phong thủy chỉ là cành lá. Người không tu dưỡng tâm tánh, có dùng bao nhiêu phương tiện, dùng bao nhiêu phong thủy cũng khó lòng bồi phước. Tu nói đơn giản chỉ là chỉnh sửa tâm ý, chỉnh sửa hành vi, sám hối lỗi lầm của quá khứ, đoạn trừ chấp ngã. Mời các bạn đón xem thêm bài sau về chủ đề tâm thiện tướng chuyển. Nếu người sinh năm hay tháng có chữ thìn đại diện cho người có khí chất, có tài hoa rất biến hóa, thì người sinh năm hay tháng có chữ sửu trầm tĩnh, nhẫn nại, phải nỗ lực rất nhiều trong cuộc sống mới có thể đạt được thành tựu. Người sinh năm hay tháng có chữ tuất mùi là nhóm có tham vọng lớn. Trong đó mật mã tuất đại diện cho người có tầm nhìn, kiên trì, chịu khó, luôn tìm thấy cơ hội về công danh.
Còn người mang mật mã mùi là nhóm người có tham vọng, họ luôn có những phát minh, sáng tạo và ý chí cao. Thìn tuất sửu mùi được xem là tứ khố, tức là thương khố. Thời xưa, mệnh sinh năm tháng thìn tuất sửu mùi được xem là mệnh của quan. Vì khố đại diện cho tích trữ, đại diện cho nhà cửa đất đai. Họ là nhóm người bình hòa trầm lắng. Họ không quá bảo thủ kiêu căng như nhóm người có mật mã Tý Ngọ Mão Dậu, cũng không có sự biến hóa như Dần Thân Tỵ Hợi, nhưng phẩm chất của họ là sự trầm tĩnh, kiên trì. Trong thiền định, sự trầm lắng, định tĩnh là chìa khóa dẫn đến nhập định, là chìa khóa khai mở trí huệ. Vì vậy, người có mật mã thìn tuất sửu mùi ở năm hay tháng sinh sẽ có những phẩm chất tốt đẹp ấy, và cả lòng bao dung, lòng ban phát, là những người hết lòng vì gia đạo. Vì thìn tuất sửu mùi là thổ, thổ là dung dưỡng cho sự vạn vật. Khải Toàn xin nhắc lại, xem mệnh nên xem tất cả mật mã của năm tháng ngày giờ, không chỉ xem theo năm sinh. Giả dụ người tuổi mùi sinh tháng tuất, sinh ngày thìn và cả sinh giờ sửu là người hội đủ tứ khố. Mệnh có tam hoặc tứ khố thường là mệnh giàu có. Khải Toàn xin lấy ví dụ về mệnh có tam khố này. Anh sinh năm 70, sinh năm tuất, tháng tuất, ngày sửu, tức anh thuộc nhóm kiên trì, chịu khó, có ý chí, luôn thấy cơ hội về công danh. Người có cả hai chữ tuất ở năm và tháng là mệnh có nhiều cơ hội về tầm nhìn, ý chí vượt trội. Thực tế ngoài đời, anh là người có ý chí khỏi phải bàn. Anh sinh mệnh ngày hành quý, quý hành thủy âm. Đa phần người sinh mệnh ngày quý thủy âm thường có tướng mạo từ vừa đến trung. Tất cả những người sinh hành âm thường như vậy. Sinh ngày hành thủy, cung tài lộc là hỏa, cung công danh, chức vị là cung thổ. Mệnh gốc hỏa thổ chiếm phần lớn lá số, là mệnh có tài phú lẫn chức vị công danh cao. Tài vượng thì thân nhược, ấn nhẹ. Nếu tiền tài quá vượng, bản thân sẽ suy nhược, cung mẹ và quyền lợi kém đi. Tài vượng kèm theo tình cảm dễ biến động, dễ tái hôn. Thực tế ngoài đời có đôi phần khác với mệnh lý. Tài lộc công danh của anh rất tốt, gia đạo cũng tốt. Nếu xét theo vận mệnh, lá số này tài lộc vượng nhưng tình cảm dễ kém duyên. Vì sao thực tế không như vậy? Đó chính là bản thân anh chị đã vô tình tu pháp bố thí. Bố thí lòng nhân ái, bố thí tri thức. Anh đã đào tạo dung dưỡng nhiều học viên từ sơ cấp đến thành danh, có cả những vị có chức vị cao sau này. Chính những hạt giống thiện lành anh đã làm trước kia đã thay đổi phần nào về tình cảm, giúp trọn vẹn hơn. Vì vậy, các bạn không nên kỳ vọng rằng phong thủy hay ai đó giúp bạn trả những món nợ mình đã tạo, dù là nợ tiền bạc hay nợ nghiệp duyên. Dùng phong thủy phù hợp, Khải Toàn dùng từ phù hợp không phải từ tốt xấu, giúp bạn thêm cơ hội thuận lợi. Gặp bậc thiện tri thức, nghe lời lành, được lan tỏa năng lượng thiện lành, cho bạn thêm cơ hội tốt, cho bạn thêm nhiều động lực. Phong thủy tốt hay bậc thiện tri thức cũng là những phương tiện trong cuộc sống. Mệnh của bạn là định số. Giả dụ trong mệnh của bạn có các mật mã thìn tuất sửu mùi, tức bạn có nhiều cơ hội hơn người khác về tài phú, có nhiều cơ hội hơn về tài hoa, lòng ban phát bao dung. Cũng chính vì định số, nghiệp lực sẽ khác nhau, phước về tướng mạo, trí thông minh, giọng nói hay tình cảm. Ai cũng có phiền não cả. Hiểu được bản mệnh ra sao giống như bác sĩ tìm ra được bệnh. Vì còn lại chính bản thân mỗi người tự chữa bệnh. Phong thủy không thay đổi được nghiệp lực,
cũng như bác sĩ không chữa được thọ mạng. Chỉ có sự tự tu, chỉ có bố thí mới có thể bồi phước. Tu phước thì được phước, tu huệ thì trí sáng. Vì thế Đức Phật mới dạy chúng sanh muốn gia tăng phước báo phải phước huệ song tu. Nếu tí ngọ dậu mão làm mệnh lớn là tứ mã cực đoan, cũng dễ rơi vào nguy nan, thì dần thân tị hợi là mệnh biến hóa thích nghi. Còn thìn tuất sửu mùi có sự bình hòa dung dưỡng vạn vật. Khải Toàn xin chia sẻ vài mật mã của tí ngọ dậu mão. Người sinh năm hay sinh các tháng này sẽ có những phẩm chất tốt đẹp nào lẫn những khiếm khuyết gì? Bài chia sẻ theo thực số bát tự tứ trụ tiền dụng thần mệnh quyết nhằm cải vận. Các bạn lưu ý không nên cực đoan vào một quan niệm nào đó. Hãy thử trải nghiệm, cảm nhận rồi đúc kết thành kết quả. Giả dụ trong bài đề cập người tuổi ngọ sinh tháng ngọ tầm tháng 6 tháng 7 dương lịch là người khuyết hỏa, xin lỗi là người kỵ hỏa khuyết thủy. Bạn lại ngạc nhiên, vì sao lại như vậy? Vì chẳng phải mệnh ngọ là mệnh hỏa, tại sao kỵ hỏa? Xin thưa các bạn, tuổi xếp theo năm là một thuộc số mà bạn biết. Trong khi đó có hàng trăm loại thuộc số khác. Hãy tham khảo và tự trải nghiệm, đừng vội kết luận cái này kém hơn cái kia. Vì cái nào đơn thuần cũng chỉ là phương tiện trong cuộc sống. Nhưng phương tiện hiệu quả nhất để cải vận chính là tu dưỡng tâm tánh, tu dưỡng cái tâm vọng tưởng, chính là sự bố thí tài, bố thí pháp, bố thí vô ý. Với người có tứ mật mã tí ngọ mão dậu, thật khó để tu pháp nhẫn nhịn. Tuy họ là người tốt đáng tin cậy nhưng vô cùng cực đoan. Nếu tí dậu thuộc mật mã cứng đầu nhất nhà thì mão không kém phần bảo thủ, còn ngọ thì như lò lửa và thích tự tại. Trong nhóm này tí dậu mão là mật mã hết lòng vì gia đạo. Tí ngọ mão dậu là nhóm bảo thủ, tuy khó khuất phục nhưng là người rất đáng tin. Khiếm khuyết lớn nhất vẫn là sự khéo léo thích nghi với cuộc sống. Yếu tính thích nghi trong cuộc sống, nhất là ai có 2/4 chữ này trong sinh thần bát tự. Người bảo thủ thường có cái tôi lớn. Người mà không tùy thuận hoàn cảnh là người tự làm khó chính mình. Các bạn hãy nhìn lại, nhìn vào vạn vật trong cuộc sống, tất cả đương theo tự nhiên để vươn lên. Những người có tính cực đoan hay nóng tính, nếu không điều phục được sự nóng nảy, dễ dẫn đến những hành động đáng tiếc, dễ trở thành nạn nhân của cơn giận dữ. Nói thì dễ, làm thì không dễ. Thật khó hạ đi cái tôi, thật khó giảm tính nóng nảy, nhất là lời thị phi. Phong thủy thì không thể thay đổi được điều này. Chỉ có tu dưỡng tâm tánh sẽ ngộ ra. Chỉ từng bạn ngày ngày dành 10 phút thiền định, trong vòng 2-3 tháng tánh nóng sẽ giảm, tâm sẽ sáng. Nếu ngày ngày thiền định, ngày ngày mở lòng với mình, với mọi người, trong 3 năm vận khí sẽ hoàn toàn thay đổi, phước huệ sẽ đến. Tính cách hay phước báo là định số từ sinh thần bát tự, ta vẫn có thể vun bồi hay tự làm kém đi, hòa nhân cách sống. Bố thí tài thì có tài, bố thí lời chân thiện thì có trí tuệ, bố thí sức khỏe, xin lỗi, bố thí vô ý thì có sức khỏe, sống dài lâu. Những lời Phật dạy này nếu trái với ý của bạn, tức bạn ở một tầng sống khác. Tính cách ra sao sẽ tương ưng với người như thế. Giả dụ bạn thích xe cộ sẽ bị thu hút bởi hội nhóm xe cộ, thích tu tập sẽ gặp những người tu tập, vì vạn vật từ tâm sinh tưởng, không phân biệt tốt xấu. Cách điều phục được tứ mã cực đoan tí ngọ mão dậu này chính là lòng từ. Nếu dùng cương sẽ áp bức, khó lòng khiến họ phục theo. Nếu tí ngọ mão dậu có tài lãnh đạo, có khí chất, những mật mã của người mạnh mẽ hay người đứng đầu, nhưng nhiều khi thiếu sự biến chuyển thích nghi như dần thân tị hợi, và đặc biệt khó có được sự trầm lắng của thìn tuất sửu mùi. Thìn tuất sửu mùi là tứ mật mã tích trữ ban phát và điều phục.
Dù tính cách rất mạnh mẽ cỡ nào, dù tài giỏi ra sao cũng không thể thoát khỏi được vận mệnh. Khi vận hạn kém, người càng bảo thủ càng tự làm khó mình. Người mà dễ bị ca máu khi người khác thị phi, chẳng khác nào dễ bị dẫn lên sàn diễn những vai mình không chủ động. Giả dụ hai người đang đấu khẩu nhau, thấy chuyện bất bình vào can thiệp, người mà bạn cho là đúng, họ không có nhiều cơ hội để nhớ điều đó. Người mà bạn cho là sai sẽ ghim hành động lời nói của bạn mãi sau này. Sự xung đột kết thúc, bạn trở về vai diễn khác trong hàng chục, hàng trăm vai diễn của cuộc đời bạn. Tâm trí không thanh tịnh bởi những lời oán trách kia. Sau khi ngẫm lại, chẳng phải tự mình tham gia vào sàn diễn của người khác hay không, mà chẳng được tích sự gì ngoài sự bực dọc. Vì vậy, tính nóng nảy hay bảo thủ, nếu không tìm phương pháp để điều phục tâm sân hận, đừng nói đến vận tốt, sẽ khó lòng siêu thoát về cõi lành. Các bạn tự kiểm chứng lại, những thời điểm gia đạo vững khí, những gia đình hưng vượng, là thời điểm tâm tánh những người trong nhà thuận hòa, thông cảm, vui vẻ cùng nhau. Vì lời nói, hành động, ánh mắt của những người vui vẻ sản sinh ra năng lượng thiện lành, sinh ra từ trường thiện lành cho chính ngôi nhà mình sinh sống. Còn lại, lời nói, ánh mắt giận dữ không chỉ sinh ra từ trường tiêu cực cho mảnh đất này, mà còn là cơ hội cho oan gia trái chủ tìm đến bạn. Tí ngọ mão dậu là tứ mã cực đoan lẫn đào hoa. Tình cảm của tí hay ngọ thường biến động, tuổi mão có phần may mắn hơn người chút. Tình cảm tuổi dậu có vẻ tốt nhất trong bốn mật mã này. Tuy nhiên, cả bốn mật mã này, nhất là mệnh nữ, đều có khả năng tái hôn cao vì cá tính quá mạnh, nhất là người có 2 trên 4 chữ trong lá số. Để chi tiết hơn, mời các bạn có thể xem lại video mệnh kém duyên trên kênh của Khải Toàn. Tý hành thủy, ngọ hành hỏa. Người tuổi Tý hoặc sinh tháng Tý, tầm tháng 12 đến tháng 1 dương lịch. Sinh tháng này đa phần kỵ thủy khuyết hỏa. Tý ngũ hành cực thủy, tính cách mạnh lẫn có phần kiêu ngạo, lầm lì, cố chấp cực độ, là một trong tứ mã cực đoan, có tài lãnh đạo. Người có phần nội tâm yêu thương gia đình, xử lý nặng về tình cảm. Về tình cảm, đôi khi yếu lòng. Người khuyết hỏa nên dùng màu ấm, phù hợp ăn lẩu, ăn đồ nướng, vào bếp là cách tăng vận hiệu quả. Hạn chế màu đen, xanh dương và xanh nước. Ngọ ngũ hành cực hỏa là mật mã thích tự do, tính cách phóng khoáng, thường hết mình vì công việc, không chịu lệ thuộc, khi giận dữ như lửa thiêu. Tình cảm mệnh nam thường cởi mở, mệnh nữ chủ động nhưng chung thủy. Người sinh tháng ngọ tầm tháng 5, 6, 7 dương lịch, đa phần kỵ hỏa khuyết thủy, nên ở gần nguồn nước, dùng màu đen màu xanh dương là chính, giữ cho gương mặt trắng sáng. Tắm gội vào sáng sớm là những phương pháp đơn giản tăng vận may, phù hợp ăn đồ lạnh, ăn đồ biển. Mão hành mộc, thì dậu thành kim. Người tuổi mão hoặc sinh tháng mão tầm tháng 2, tháng 3 dương lịch, sinh tháng này đa phần kỵ mộc khuyết kim. Mão ngũ hành thuộc mộc, người quân tử tính cố chấp vội vàng. Người sinh năm hay tháng mão tính tí cực đoan, rất khắc cuồng. Họ trọng danh dự, có lòng yêu thương gia đình và chúng sanh, là người thích mộng mơ nhiều hoài bão, thích sống đông vui. Yêu thương ai thì yêu thích mình, nhưng không thích ai thì tỏ ra bên ngoài. Tình cảm và mật mã của tuổi mão khá chung thủy, họ rõ ràng và mạnh mẽ. Người sinh tháng mão tầm tháng 2, tháng 3 dương lịch, đa phần là kỵ mộc khuyết kim. Nếu dùng màu trắng xám của kim thủy như trắng xám, đen, xanh dương, bàn làm việc có thể để tượng gà khỉ. Soi gương là tăng vận kim thủy, ăn đồ lạnh hoặc ăn thủy hải sản là những phương pháp tăng vận may. Người tuổi dậu hoặc sinh tháng dậu tầm tháng 9, tháng 10 dương lịch, sinh tháng này đa phần kỵ kim khuyết mộc. Dậu ngũ hành thuộc kim, rất cố chấp, tranh cãi với họ bạn dễ phát điên. Tuy nhiên họ rất cánh tinh, đa phần không chú trọng vẻ ngoài. Họ có tâm hồn ăn uống, thích ăn ngon, rất yêu thương bảo vệ gia đình. Dậu có tài lãnh đạo, khéo giao tiếp nhưng lời nói khá đanh thép. Người sinh tháng dậu đa phần là kỵ kim khuyết mộc,
thì nên biết nên dùng màu ấm, màu xanh lá hoặc đỏ tím vàng sậm. Đồ dùng, đồ gỗ nhiều hơn kim loại, trên cơ thể, đầu lông tóc móng thuộc màu. Giày dép, túi xách là một đẹp, nên là đồ mới. Bàn làm việc nên để tượng thỏ, hổ, mèo hoặc Doraemon. Ăn chay là phương pháp tăng vận học hiệu quả, nên thường xuyên vào bếp để tăng vận hóa. Đó là những tính cách chung của các tuổi trên. Nếu xếp theo mệnh ngày sinh hay còn gọi là nhật can, trong mệnh lý bát tự tứ trụ sẽ có thêm những mật mã. Người sinh mệnh ngày thành âm thường hướng nội nhẫn nại, người sinh mệnh ngày thành dương thường hướng ngoại mạnh mẽ. Kết hợp tháng sinh, năm sinh, mệnh ngày sinh là biết được 7-8 phần tính cách một con người. Các bạn nhìn vào hình minh họa bát tự tứ trụ xét về năm tháng ngày giờ sinh, giới tính, họ tên, mỗi cột có những mật mã khác nhau. Biết mệnh để cải mệnh cũng như biết phương pháp làm việc để hiệu quả hơn. Tài phú hay thọ mạng có thể thấy được trong sinh thần bát tự, có thể thấy được vận hạn qua mỗi 10 năm. Nghiệp cuộc đời này là nhân quả ba đời, thành quả hiện tại là nhân trước kia. Nhưng điều mà thầy thuật số không thể thấy được chính là thành quả của bạn đã từng vun bồi trong quá khứ, chính là sự mở lòng giúp đỡ chúng sanh. Mệnh có tí ngọ mão dậu, có phước về sự mạnh mẽ, cũng chính vì điều đó dễ dẫn họ đến sự tự phụ. Họ giống như những hòn đá kiên cố, dễ dàng vượt qua bão giông, nhưng khi có vật cứng hơn họ sẽ vỡ vụn. Người hiểu mệnh, hiểu giáo pháp, tự chuyển hóa tâm tánh của mình cho phù hợp với hoàn cảnh, họ có thể chuyển từ đá thành nước, vì nước là vật thể bất khả bại, có thể biến chuyển trong mọi hoàn cảnh. Người mà càng nóng tánh càng nên tập hành thiền. Thiền định là một phương pháp giúp điều phục tâm thân, khai mở trí huệ. Chỉ có sự tu dưỡng tâm mới có thể cải biến từ gốc. Phong thủy hay nhờ ai đó giúp đỡ chỉ là một phương tiện nhất thời. Thầy Toàn sẽ nêu vài ví dụ về mệnh có tứ mã tí ngọ mão dậu. Mệnh nữ sinh năm ngọ, sinh tháng ngọ là một kho hỏa, tính tình rất nóng nảy. Ngày sinh mậu hành thổ, hành thổ dương càng tăng tính mạnh mẽ. Mệnh có những mật mã: thiên tài đại diện cho giúp người, dịch mã đại diện xa quê hương, đi xa, văn xương đại diện thông minh, hồng diễm cô thần quả tú đại diện cho tình cảm dễ trắc trở. Mệnh có trên hai mật mã tình cảm trắc trở, cá tính lại quá mạnh, việc tái hôn là điều khó tránh khỏi, trừ khi cô tiêu trừ được tâm tánh nóng nảy. Thực tế ngoài đời không may mắn như vậy. Mệnh hỏa vượng huyết thủy, thời vận trước 47 tuổi hoàn toàn không có thủy, thủy lại là cung tài lộc, thật sự không phải mệnh có thời vận tốt. Cô làm về ngành y hành kim là tốt với lá số, tên gọi của cô cũng là kim, giúp cô đôi phần hành vận tốt hơn. Trường hợp khác, mệnh nữ này sinh 96, cô sinh tháng hợi hành thủy, năm tý hành thủy, hợi tý hợp thủy, ngày và giờ đều là thìn, thìn là thủy khố, mệnh thủy quá vượng là tượng phá tài. Tuy có khả năng kiếm tiền nhưng khó giữ được tiền. Mệnh kỷ thủy khuyết hỏa, người dư thủy thường có tướng hảo, tướng tốt xinh đẹp, xử lý nặng về tình cảm. Người sinh tháng hợi năm tý, tính cách trầm lắng bảo thủ, ngày sinh mậu hành thổ khá cứng rắn, sinh ngày hành thổ sinh tháng thủy, thủy là cung tài, tài vô cùng vượng, tuy chưa 30 tuổi cô đã có nhà riêng. Ngày sinh mậu thổ gặp thìn là sao hồng diễm, có tận hai chữ thìn trong mệnh. Mệnh lại có sao hoa cái, mật mã hoa cái lẫn hồng diễm là tượng tình cảm vô cùng dễ biến động. Trước đây gặp cô chia sẻ những chuyện không tốt về tình cảm. Sau khi nghe luận mệnh, cô mới nhận ra nghiệp lực của mình là tình cảm khó thuận. Ví dụ thứ ba, mệnh sinh tháng dậu hành kim, kim vượng kỵ kim, quyết hỏa mộc. Mệnh nam sinh 99, sinh tháng dậu năm mão, tính cách khẳng khái. Ngày sinh cũng là mậu, mậu hành thổ dương, cung tài là thủy âm. Hoặc nhìn vào mệnh không thấy cung tài vượng, nhưng khi xem kỹ, kim trong mệnh vô cùng mạnh, là nguồn sinh trợ cho thủy là cung tài.
Em trai này là con trai trưởng của anh chị gia chủ rất khá giả. Mệnh kỵ kim thổ, huyết hỏa, thời vận đa phần đều có hỏa. Mệnh đẹp, thời vận đẹp lại được sinh ra trong gia đình có phước, là phước duyên của mệnh. Người không quá bảo thủ hay chấp vào sự việc nào đó là người may mắn. Chấp vào cái tôi, chấp vào danh lợi, không tùy thuận theo hoàn cảnh. Người biết tùy thuận theo hoàn cảnh là người tự cho mình hạt giống tự tại, không ôm vào lòng những hạt giống phiền não. Tâm thiện thì tướng sẽ chuyển, vì tâm thiện sẽ sinh ái ngữ, ánh mắt không còn trợn lên đáng sợ. Trong vòng vài năm, vận mệnh sẽ tích cực chuyển biến theo. Nếu ngày ngày khởi tâm ý thiện, sống cùng nhân quả và tin vào thiên địa quỷ thần là phương pháp cho bạn thêm cơ hội cải biến vận mệnh. Tử vi dần thân tỵ hợi. Dần nóng tính quân tử, thân kiêu căng hướng ngoại, tỵ nhiệt thành háo thắng, hợi trầm tính nội tâm. Đó là những tính cách chung của các tuổi trên. Nếu xét theo mệnh ngày sinh hay còn gọi là nhật can trong mệnh lý bát tự tứ trụ, những người sinh mệnh ngày thành âm thường hướng nội, nhẫn nại. Người sinh mệnh ngày thành dương thường hướng ngoại, mạnh mẽ. Kết hợp với năm sinh, tháng sinh, nhật can tức mệnh ngày sinh là biết được 7-8 phần tính cách của một con người. Các bạn tham khảo hình minh họa. Bát tự tứ trụ xét về năm tháng ngày giờ, mỗi một cột sẽ có những mật mã khác nhau. Vì vậy các bạn không nên lưu tâm đến mệnh theo năm sinh khi xem video này, vì năm sinh chỉ là một yếu tố trong 8 ô sinh thần bát tự. Bài này Khải Toàn xin chia sẻ vài mật mã của 4 chữ dần thân tỵ hợi và thuộc mệnh khuyết cải vận. Bồ Tát sợ nhân, chúng sanh sợ quả. Người quá nóng tính khi hành động thiếu suy xét, hậu quả không thể lường. Người có mật mã dần tỵ thường nóng tính, hợi thì cọc tính, thân thì khó nhường nhịn khi bị thị phi. Trong mệnh lý bát tự tứ trụ, dần thân tỵ hợi là tứ trường sinh. Dần là trường sinh của hỏa, thân là trường sinh của thủy, tỵ là trường sinh của kim và hợi là của mộc. Tứ trường sinh còn hiểu theo nghĩa là người sống thọ, người có mệnh biến chuyển. Người ta hay bảo nhau tuổi hợi sướng lắm, tuổi dần khổ, nhất là con gái. Thật ra quan niệm này hoàn toàn không chính xác với tất cả. Giàu sang hay có tướng hảo là nghiệp quả từ đời trước, nhưng sướng khổ có thể chuyển hóa bằng tuệ nhãn, bằng sự tinh tấn tu dưỡng tâm tánh. Chẳng có mệnh nào sướng hay khổ mãi. Phong thủy gọi là số mệnh, Phật pháp gọi là vận mệnh. Số mệnh không thể thay đổi, nhưng vận mệnh thì có thể. Giả dụ người sinh mùa hè tính nóng nảy, nhiệt thành, làm việc không ngơi nghỉ, hay người sinh mùa xuân thường quân tử bảo thủ, có lòng tốt, đó là số mệnh. Chính vì quá nóng nảy hay bảo thủ dễ mang họa vào thân vì những hành động thiếu suy xét. Dùng phong thủy không thể thay đổi được số mệnh, nhưng nếu tu dưỡng tâm tánh, điều phục tâm nóng nảy thì có thể chuyển hóa được vận mệnh. Tài lộc, tình cảm hay thọ mạng đều có thể thấy được trong sinh thần bát tự. Nếu mệnh có tài phú, là người biết bố thí tài ở đời trước. Mệnh có tình cảm biên dung, là người biết bố thí lòng từ. Tu nhân nào sẽ có quả ấy là lẽ tự nhiên. Khải Toàn xin phép nêu vài ví dụ mệnh có tứ trường sinh dần thân tỵ hợi. Mệnh sinh tháng 3 năm 80, mệnh kỵ mộc khuyết kim. Sinh mùa xuân mộc vượng nên kỵ mộc khuyết kim. Mệnh này có sao quý nhân, sao hồng diễm, cung tài khá vượng. Anh gia chủ này là một ông chủ của một hệ thống tiệm tóc nam, người cọc tính nhưng rất lành tính, cuộc đời gặp nhiều quý nhân. Mệnh nam sinh ngày Ất hành mộc âm, tính cách trầm lắng, dễ nứt ướt trong chuyện tình cảm, người vì gia đình. Mệnh sinh ngày Ất hành mộc, cung chính tài là thổ dương,
mệnh có bốn trụ mậu thổ hành thổ dương là mệnh có tài phú. Mệnh nam có sao hồng diễm, dễ rơi vào đào hoa và mạnh mẽ chuyện chăn gối. Sinh mùa xuân mộc vượng, mệnh kỵ mộc huyết kim. Mộc vượng thường quân tử thái quá, nếu không điều tiết sẽ ảnh hưởng về sau, về những người mình giúp đỡ sai lầm. Tiếp theo, Hải Toàn xin ví dụ một người sinh tháng 6 năm 86, mệnh kỵ hỏa huyết thủy. Mệnh của cô có sao lộc thần tại dần, văn xương tại tỵ, cung tài rất vượng. Lộc thần là mệnh phát tài, văn xương là mệnh thông minh sáng dạ. Năm dần đại diện cho mộc hỏa, tháng ngọ là hành hỏa, tiết khí giữa mùa hè hỏa vượng. Ngày giờ là ngọ tỵ đều hành hỏa. Mệnh là cả kho hỏa, có thể bốc hỏa bất cứ khi nào. Người sinh mùa hè tính tình rất nóng nảy. Cô là người nhiệt thành, thông minh giỏi giang. Sinh mùa hè hỏa vượng, kỵ hỏa chiếu thủy, hỏa vượng làm việc không ngơi nghỉ. Mệnh sinh ngày giáp hành mộc dương, cung chính tài là thổ âm, cung hỏa là thực thương, tức nguồn sinh cho cung tài. Mệnh hỏa thổ quá vượng, lại có cả mật mã lộc thần, đây đích thị là mệnh có tiền của. Ngoài đời cô gia chủ này là người tài hoa rất đáng mến. Người sinh năm dần hoặc sinh tháng dần, ngũ hành thuộc mộc hỏa. Người có tính quân tử, khi nóng giận khó kiềm chế, thích hành động trượng nghĩa, thích giúp đỡ người khác. Dần thích tự do, không thích trói buộc, thích tán dương và công nhận thành quả, bảo vệ lẽ phải và nhiều hoài bão trong cuộc đời. Người sinh tháng dần tầm tháng 2 hoặc tháng 3 dương lịch. Người sinh tháng này thường kỵ mộc hỏa, thường khuyết kim, dùng hành kim là phương pháp cải vận hiệu quả. Người sinh tháng dần hoặc năm dần có tài lãnh đạo, có ý chí, nhưng đa phần nóng nảy bảo thủ. Nhưng họ vẫn thuộc nhóm người chịu thay đổi để tốt hơn nếu gặp được bậc thiện tri thức. Mong muốn điều phục được họ, bạn cần cương nhu theo thời điểm, đa phần họ thích lời ngon ngọt. Người sinh tháng thân hoặc năm thân, ngũ hành thuộc kim thủy, có phần kiêu căng, khó kềm chế cảm xúc, không chịu thua kém bất kỳ ai, lời nói dễ gây sát thương. Họ thích tự do, hướng ngoại, yêu thương gia đình, bảo vệ gia đình hết mực, là người thích nghi tốt với hoàn cảnh sống. Người sinh tháng thân hoặc năm thân, tầm tháng 9 tháng 10 dương lịch. Người sinh tháng này thường kỵ kim và khuyết mộc, dùng hành mộc là phương pháp cải vận hiệu quả. Họ luôn thích nghi tốt với hoàn cảnh, dù khó khăn hay tốt đẹp, họ dễ nổi bật trong đám đông với khả năng hoạt bát của mình. Những người tuổi thân sinh các tháng cuối năm thường an phận, ít cầu tiến cũng như thiếu nhiệt huyết. Muốn điều phục được họ, thường dùng cương thân nhu và họ thích tán dương lẫn lắng nghe họ nói chuyện. Người sinh tháng tỵ hoặc năm tỵ, ngũ hành thuộc hỏa, rất linh hoạt ứng biến, thích nghi tốt với cuộc sống, nhiều nhiệt huyết khéo giao tiếp. Họ thường giỏi kiếm tiền, thích kiếm tiền, một số chi li cẩn thận chuyện tiền nong. Đôi lúc thiếu sự kiên nhẫn, họ không chịu thua thiệt và dễ kiêu căng. May mắn thay, cuộc đời dễ có quý nhân phò trợ. Người sinh năm tỵ hoặc sinh tháng tỵ, tầm tháng 4 tháng 5 dương lịch. Người sinh tháng này thường kỵ hỏa và khuyết thủy, dùng hành thủy là phương pháp cải vận, gia tăng vận may. Người sinh tháng tỵ năm tỵ thường nhiệt thành, đôi khi thái quá, thích giúp đỡ người khác. Người hướng ngoại, khiếm khuyết lớn nhất vẫn là sự thiếu kiên nhẫn. Những người tuổi tỵ sinh vào mùa hè là những người rất nóng nảy, khó có được tâm thái an tĩnh. Muốn điều phục được họ, thường dùng cương thẳng thắn và họ thích nghe lời động viên. Người sinh năm hợi hoặc sinh tháng hợi, ngũ hành thuộc thủy mộc. Hợi khá hiền lành nhưng rất cọc tính, thường an phận, ít phân tranh, giỏi thu xếp thời gian để được an nhàn. Người tuổi hợi sinh các tháng hè có quyết tâm hơn, nhưng sinh sau tháng 9 đến tháng 1 dương lịch thường thiếu quyết tâm, ít cầu tiến.
khó có thể có nhiệt huyết lớn trong một thời gian dài. Đa phần người sinh cuối năm thường ít phân tranh, dễ được mọi người yêu quý. Người sinh năm Hợi hoặc tháng Hợi tầm tháng 11, tháng 12 dương lịch, người sinh tháng này thường kỵ thủy và khuyết hỏa. Dùng mệnh khuyết hỏa là phương pháp cải vận, gia tăng vận may. Người có mật mã Hợi ở tháng hay năm là người giàu tình cảm và dễ bị dụ trong tình cảm. May mắn thay, họ thường có quý nhân trong cuộc đời. Muốn điều phục được họ, thường dùng cương vừa phải, họ thích nghe lời động viên, dễ bị trầm cảm nếu áp bức quá mức. Dần Thân tị Hợi là tứ trường sinh. Người có bốn mật mã này ở năm hay tháng sinh là nhóm người có khả năng thích nghi cao với cuộc sống, là những người dễ thuận theo thời thế. Đó là phẩm chất của người hợp thời. Họ không quá bảo thủ như nhóm có Tý Ngọ Mão Dậu. Người không quá bảo thủ hay chấp trước là những người may mắn. Tất cả khổ đau cũng vì chữ chấp, chấp vào cái tôi, không tùy thuận theo hoàn cảnh. Người mà biết tùy duyên, tùy thuận theo hoàn cảnh là người tự tại, không ôm vào lòng những phiền não bên ngoài. Vạn vật trong cuộc sống này để sinh trưởng cần thích nghi. Con người hay loài vật cũng thuận theo tự nhiên mà vươn lên. Vì thế, mệnh có mật mã Dần Thân tị Hợi là nhóm có thêm cơ hội thích nghi. Mệnh có mật mã Thìn Tuất Sửu Mùi cũng có khả năng thích nghi lẫn bình hòa. Xem mệnh biết mệnh để có thể cải mệnh, cũng như khi khám bệnh biết được bệnh và uống đúng loại thuốc. Phật Pháp có câu: Bồ Tát sợ nhân, chúng sanh sợ quả. Không tạo nhân mong cầu sẽ không có quả phiền não. Nhưng người đời lại luôn tìm đến phiền não vì những mong cầu ngoài khả năng. Cầu tài, cầu danh lợi, cầu tình duyên, cầu con cái, toàn là những hạt giống phiền não. Người an lạc là người biết thuận theo hoàn cảnh, tùy thuận vào chúng sanh, có thì tốt, không có cũng chẳng sao. Định số đời này là nhân từ đời trước, kết quả hiện tại là nhân của thời quá khứ. Giả dụ muốn thành thạo nghề, phải mất vài năm hoặc hơn chục năm. Vì vậy các bạn không nên kỳ vọng rằng phong thủy hay ai đó giúp bạn trả những món nợ mình đã tạo, dù là nợ tiền bạc hay nợ nghiệp duyên. Dùng phong thủy phù hợp giúp bạn thêm cơ hội thuận lợi về công danh, giống như bạn thay đổi phương pháp làm việc, được trang bị thêm những thứ phù hợp, được quý nhân mở đường. Phong thủy hay quý nhân cũng chỉ là những phương tiện trong cuộc sống. Người có tâm thuần thiện không tin vào phong thủy cũng chẳng sao cả, có tin vào dụng phong thủy tốt hơn đôi phần. Vì phong thủy là phương tiện. Người đang u mê có tâm bất thiện, đừng nói đến phong thủy, ngay cả thần Phật cũng khó lòng phò trợ. Vì vậy nếu khởi tâm ý thiện, tin vào thiên địa quỷ thần là phương tiện cho bạn thêm cơ hội cải biến vận mệnh. Hải Toàn cảm ơn các bạn đã xem. Chúc các bạn tâm thân an lạc.